Chào anh em nha, giờ này thì cũng tối thui rồi, cũng rảnh rỗi chả làm gì, cũng ra một cái vít mini chia sẻ với anh em về cách bung nó ra để mà vệ sinh nha. Đây là cái vít mini Makita 3x7 đó anh em, 3x6, 3x7 đây. Đây. Sản xuất Mexico nghe anh em Makita. Đây cho anh em, mình đã mở ra rồi, cho anh em xem nội thất bên trong chơi nha. Sải hồ tươi gì cái tí nè. Rồi. Dòng này vậy mà nó có búa luôn anh em nè, cái búa đó nè. Nhưng mà nó xét rồi nè. Mình chưa kiểm tra nó được. Tại hàng này mình về cũng lâu rồi, mình dục đó, mình không có thời gian vệ sinh đó. Hôm nay mình cũng có ra nên em thấy có búa luôn mà như vậy thế này thì cũng đâu chạy nổi, cứng ngắc luôn nè. Rồi có búa luôn, đây là hệ thống nhông của nó anh em. Rồi một cái motor rất dễ thương, nhỏ nhỏ xíu xinh xinh luôn. Đây cái công tắc của nó quá giờ luôn, nó ra tèn đó anh em. Rồi tối rảnh mình chỉ bung ra mình khám phá chơi thôi, chia sẻ cho anh em chơi. Rồi số rồi mình cũng xin nói là một số sản phẩm vừa chiều là mình cũng đã bán một cái khoan 7x2 nghe anh em, mình còn lại là một cái cây này. Còn lại một cây này mình bán full bỏ 1 triệu nha anh em. Rồi. Ở đây là con The Wow, hàng mới nè, hàng này mình đổi với một anh khách. Không phải khách nữa mà anh hàng sớm. Anh mua anh để chưng chơi, mình đổi một cặp. Một cặp máy sưu tầm cho anh. Anh qua anh chơi, anh thấy mình bán máy, anh qua anh chơi. Anh thấy cái tủ trưng bày mình cái anh đinh hai cây về, mình trị giá anh hai sản phẩm đó. Rồi mình quăng ngang luôn, mình cho anh hai cây, mình lấy về một cây. Mục đích của mình cũng chủ yếu về để máy 18V này mình để mình test những cái máy mà Makita 18V khoan 3 chức năng. Rồi nay mai mình cũng sẽ vệ sinh một hai cây, mình sẽ làm clip test giữa con mắt giữa những dòng máy Makita hàng nội địa Nhật và hàng The Wow, The Watch mới của Mỹ nghe anh em. Con này cực mạnh luôn. Rồi con này mình cũng đã đổi hai sản phẩm đó rồi, cũng là rất đáng để sưu tầm luôn nè. Mình đổi là một cây 6930 và một cây 6507, còn cực đẹp. Hàng đó mình chưa bao giờ mình lên clip, hàng đó mình mua về sưu tầm. Rồi anh quen qua mở tủ của mình rinh chạy về luôn, rồi đem qua cho mình cây khoan, đem qua cho mình cây khoan này luôn để hôm nay luôn. Rồi tối anh em xem chơi giải trí chơi thôi nha. Rồi mai mình sẽ vệ sinh tùm cái máy mini nè, mình để mình xài chơi luôn. Mấy cái dòng này sao thấy nó đã cũ quá trời cũ nè anh em, thấy không, bãi về nó đâu có được, như không vệ sinh nó đâu có được mới. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha. Rồi xin chào tạm biệt anh em.